Hello guys, welcome back. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lời giải 2.com. Trong video ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau đi chữa bài tập của phần A Closer Look 1 thuộc Unit 9 Festival Around the World trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7, sách Global Success. Và trước hết thì chúng mình sẽ bắt đầu đi cùng cô chữa bài tập của phần Vocabulary, phần từ vựng với hai bài tập số 1, 2 và 3 các em nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang phần pronunciation, phần ngữ âm sau. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu với bài số 1 nhé. Exercise number 1. Write under each picture a festival name from the box. Bài số 1 yêu cầu các em hãy viết tên các lễ hội ở trong khung này vào hình tương ứng của chúng. Okay. Ở đây thì cô có tất cả là 6 hình ảnh tương ứng với 6 tên của các lễ hội khác nhau. Vậy thì nhiệm vụ của chúng mình là sẽ đi đọc tên của các lễ hội này và sau đó tìm hiểu về các lễ hội rồi đi điền vào đáp án nhé. Ok, lễ hội đầu tiên chúng ta có là Cannes Film Festival. Ok, Film Festival nghĩa là một lễ hội phim và ở đây Cannes là tên riêng, đúng không nào? Cannes Film Festival chính là Liên hoan phim Cannes các em nhé. Rồi, chúng ta viết luôn từ mới này. Cannes Film Festival chính là liên hoan phim Cannes. Ok. Từ tiếp theo chúng ta có là từ Christmas. Christmas chính là lễ Giáng sinh. Các bạn đã biết rồi, cô không ghi lại nữa nha. Số 3 cô có Mid Autumn Festival. Ok, chúng ta vừa mới học ở bài Getting Started xong, chúng ta cũng biết được là Mid Autumn Festival chính là Tết Trung Thu, đúng không nào? What about number 4? Thì còn từ số 4 thì sao? Halloween. Ok, Halloween là lễ gì ạ? À, lễ hội hóa trang. Ok, lễ hội hóa trang nhá. Halloween, lễ hội hóa trang. Ok, tiếp theo thì chúng mình có từ số 5. Từ này ạ. Thanksgiving. Thanksgiving nghĩa là lễ tạ ơn. Ok, Thanksgiving. Các bạn cũng thường xuyên nghe lễ này rồi đúng không ạ? Đây là lễ tạ ơn các bạn nhé. Và đến với từ số 4, à từ cuối cùng cô có, từ số 6 là từ Easter. Ok, Easter chính là lễ phục sinh. Lễ phục sinh, Easter. Ok, bây giờ thì cô mời các bạn đọc lại những từ này với cô nhá. Từ đầu tiên chúng ta có là Cannes Film Festival, liên hoan phim Cannes. Thanksgiving, lễ tạ ơn. Halloween, lễ hội hóa trang. Và Easter là lễ phục sinh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điền đáp án với cô vào những bức tranh tương ứng dựa trên hình ảnh mà chúng ta có thể xem được. Bức tranh đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy trong hình là chúng ta thấy mấy cái bí ngô đúng không nào? Mấy quả bí ngô này và đang được khắc hình thù rất là đáng sợ. Và đằng trong thì chúng ta còn để nến nữa để cho nó thắp sáng lên. Vậy thì hình ảnh này là một hình ảnh quen thuộc của dịp gì đấy ạ? À, chính là dịp lễ hội hóa trang, hay chúng mình còn gọi là Halloween, đúng không? Ok, vậy thì chúng ta viết đáp án vào đây cho cô nhá. Halloween, ok, lễ hội hóa trang này. Tiếp theo thì cô còn có number 2. Các bạn nhìn thấy có hình ảnh gì đây? À, đây chính là cây thông, đúng không nào? Chúng ta gọi là pine trees, đúng không? Pine trees là cây thông. Cây thông là đại diện, biểu tượng cho dịp Christmas, dịp Giáng sinh. Number 3, hình ảnh số 3 các bạn thấy đây là hoạt động múa lân đúng không các em? Múa lân là biểu trưng cho dịp gì ạ? À, chính là Mid Autumn Festival. Ok, chúng ta có Mid Autumn Festival là lễ Trung Thu. Mid Autumn Festival, lễ Trung Thu. Số 4, cô có một cái cành cọ này, đúng không ạ? Chúng ta thấy biểu tượng này là một biểu tượng nổi tiếng cho liên hoan phim Cannes, các em nhé. Chúng ta sẽ gọi là Cannes Film
Festival. Và những bộ phim nổi tiếng của một năm, những bộ phim thành công của một năm thì sẽ được trao giải ở liên hoan phim này. Okay. And number 5. Đối với hình ảnh số 5 thì các bạn nhìn thấy một chú thỏ đúng không nào? Một chú thỏ và những quả trứng đầy màu sắc. Okay. Và chúng ta gọi đây là lễ phục sinh các bạn nhé. Lễ phục sinh chúng mình có từ tiếng Anh là Easter. Okay. Easter. Và lễ phục sinh thì có truyền thống, đó chính là đây chính là một ngày lễ vô cùng quan trọng, đúng không? Quan trọng nhất ở trong năm đối với những người theo Kitô giáo các bạn nhé. Ở dịp lễ này thường diễn ra vào tháng 4 hoặc tháng 4 ở mỗi năm để tưởng niệm sự kiện chết và phục sinh của Chúa Giêsu từ cõi chết sau khi mà Ngài được đóng đinh ở trên cây thập tự giá. Đó, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về lễ phục sinh này, và thường là lễ phục sinh này dành cho những người theo đạo Kitô giáo. Đối với hình ảnh số 6 này, các bạn thấy đây chính là một bàn tiệc, đúng không ạ? Một bàn tiệc ở trong lễ tạ ơn, hay chúng ta còn gọi là Thanksgiving. Thanksgiving. Ok. Và đối với lễ tạ ơn thì chúng ta sẽ được tổ chức chủ yếu là tại Mỹ, tại đất nước Canada và một số đảo ở Caribbean và Liberia nữa. Và ý nghĩa của lễ tạ ơn là trước đây thì được để mừng cái vụ mùa thu hoạch và tạ ơn cái công của Thiên Chúa đã giúp cho con người có một cuộc sống no đủ và an lành. Okay. Và đây cũng là ngày nghỉ lễ chính thức cho tất cả những người lao động ở Mỹ và Canada. Okay. Chúng ta gọi đây là Thanksgiving. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu được thêm về một số các lễ hội đúng không nào? Festivals. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cô đi làm bài tập số 2 nhé. Now let's move on to exercise number 2. Chúng mình đến với bài tập số 2. Complete the table below with the phrases from the box. Các em hãy hoàn thành bảng dưới đây. Đây chính là bảng màu xanh này với những cụm từ ở trong hộp. Ok. Vậy thì đối với bảng này chúng ta sẽ hoàn thành như sau. Trước khi mà các bạn đi vào hoàn thành bảng thì chúng ta sẽ đọc cho cô từng từ một ở trên này nhé. Có ý nghĩa là gì? Ok. Ở bảng thì các bạn có cột festival, nghĩa là tên của cái lễ hội đấy này. Sau đó chúng mình liệt kê ra bốn lễ hội chính. Food nghĩa là đồ ăn chúng ta thường có vào dịp lễ hội đấy. Và activity nghĩa là hoạt động mà các bạn hay có trong lễ hội đó. Ok, vậy thì chúng mình sẽ đọc cùng cô những từ ở trong bảng màu vàng trước nha. Đầu tiên cô có là having a feast. Ok, các bạn đã biết feast chính là một bàn tiệc đúng không nào? Vậy thì having a feast chúng ta sẽ dịch là gì? Chúng ta sẽ dịch cho cô là tổ chức tiệc các bạn nhé. Ok, exercise number 2, mình viết lại từ mới luôn này. Ok, tổ chức tiệc, having a feast, tổ chức tiệc. Và tiếp theo chúng mình có từ số 2 là turkey. Ok, turkey ở đây chính là gà Tây. Turkey, gà Tây. Từ số 3 chúng ta có là mooncakes, là bánh trưng, bánh trung thu. Bánh trung thu. Chúng ta đã viết từ này ở trong bài Getting Started rồi nên cô sẽ không viết lại nữa nha. Painting eggs nghĩa là những quả trứng mà được trang trí đúng không nào? Ok. Chúng ta có painting eggs. Ok, nghĩa là những quả trứng đã được vẽ. Ok, chúng ta gọi là trứng được trang trí. Tiếp theo cô có từ chocolate eggs. Chocolate eggs là gì ạ? Những quả trứng làm từ sô-cô-la. Ok, trứng làm từ sô-cô-la. Chocolate eggs, trứng làm từ sô-cô-la nhá. Nào bây giờ các bạn đọc cho cô tiếp đi. Chúng ta đến với cả từ tiếp theo là carving pumpkins. Ok, carving pumpkins nghĩa là bí ngô đã được khắc. Carving, từ carve nghĩa là khắc đấy ạ, khắc lên một cái gì đấy. Và carving pumpkins nghĩa là bí ngô được khắc. Cut
candy apples. Ok, candy apples chính là kẹo táo nhá. Candy apples, kẹo táo. Performing a lion dance. Ok, performing a lion dance nghĩa là gì ạ? Cái này chắc chắn là bạn ở Việt Nam đều biết luôn. Performing a lion dance, chúng ta gọi là múa lân. Đó, các bạn nghe cô dịch ra tiếng Việt thì các bạn biết rồi đúng không? Múa lân, performing a lion dance. Ok, vậy thì bây giờ chúng mình đã hiểu hết nghĩa của những từ vựng trong hộp màu vàng này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi điền đáp án vào cho cô. Ok, vào dịp Easter, vào dịp lễ phục sinh thì chúng mình sẽ có trứng được làm từ sô-cô-la. Và các bạn gọi đó là chocolate eggs. Okay, chocolate eggs. À, vào một số siêu thị người ta còn bán những quả trứng khổng lồ cơ các bạn ạ. Những quả trứng rất là to. À, với vỏ bọc ở ngoài là sô-cô-la. Đó, và bên trong là đồ chơi các bạn nhé. Okay, chocolate eggs. Và đối với activity, hoạt động vào dịp Easter, vào dịp lễ phục sinh thì chúng mình sẽ có những hoạt động như là painting eggs. Nghĩa là người ta sẽ đi trang trí những quả trứng đấy. Painting eggs, nghĩa là trang trí trứng. Tô những quả trứng thật là sắc màu đây. Các bạn có thể quan sát hình ảnh ở trong bài tập số 1 ấy. Hình ảnh số 5 này. Các bạn nhìn thấy đây không ạ? Ok, đây là những quả trứng được tô sắc màu, đó chính là painting eggs. Tiếp theo chúng ta có dịp lễ Halloween, nghĩa là dịp lễ hội hóa trang đúng không nào? Và lễ hội hóa trang thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều kẹo. Chúng ta còn có một câu là trick or treats, đúng không? Cho kẹo hay bị dặm. Và thường là chúng ta sẽ có kẹo gì ạ? Kẹo gì rất nổi tiếng là bạn? À đúng rồi, đó chính là candy apples. Cái kẹo táo, candy apples. Và hoạt động của chúng ta vào dịp lễ Halloween thì các bạn sẽ được làm những chiếc đèn lồng. Đèn lồng đó chính là từ vỏ bí ngô đúng không nào? Đây, chính là hình ảnh này đấy ạ. Và các bạn có điêu khắc, ok, điêu khắc lên quả bí ngô, chúng ta gọi là carving pumpkins. Ok, những quả bí ngô bị khắc lên, carving pumpkins. Sang tới Mid-Autumn Festival, nghĩa là Trung Thu đúng không? Dịp lễ Trung Thu thì chúng ta có gì ạ? Bánh Trung Thu các bạn gọi là mooncake. Rồi, một món ăn không thể thiếu được vào dịp Trung Thu đúng không? Mooncakes, bánh Trung Thu. Và vào dịp Trung Thu thì chúng mình sẽ có một hoạt động, đó chính là múa lân. Hai, các bạn còn gọi là performing a lion dance. Okay, performing a lion dance, múa lân. Và hoạt động cuối cùng của chúng ta, lễ hội cuối cùng cô có Thanksgiving. Thanksgiving là lễ tạ ơn. Và trong lễ tạ ơn này thì khi các bạn xem phim ảnh ấy, nhất là phim Mỹ, các bạn sẽ thấy là người ta thường quay một con gà Tây rất là to và cả nhà ngồi quây quần bên nhau để thưởng thức đúng không nào? Chúng ta gọi đó chính là món turkey. Ok, gà Tây nhá, turkey. Và họ sẽ có một bàn tiệc rất là to. Chúng ta sẽ gặp những người thân yêu và tổ chức một bữa tiệc ăn uống. Cô gọi là having a feast. Ok, having a feast nghĩa là tổ chức tiệc. Ok, vậy là chúng mình đã hoàn thành xong phần bài tập số 2 rồi. Bây giờ cô mời các bạn đọc lại với cô nha. Okay, in Easter festival, we eat chocolate eggs and painting eggs. In the Halloween, we have candy apples and carving pumpkins. In Mid-Autumn festival, we eat mooncakes and perform a lion dance. In Thanksgiving, we have a turkey and having a feast with our family. Okay? Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 2 rồi. Và bây giờ thì cô mời các bạn chuyển qua bài tập số 3 với cô nào. Ok, let's take a look at exercise number 3. Chúng mình hãy cùng quan sát đề bài số 3 nhé. Fill in each blank with a word or a phrase from the box. Các bạn hãy điền vào chỗ trống dưới đây với một từ hoặc là một cụm từ ở trong hộp này, hộp màu vàng này của cô. Ok. À, vậy thì ở đây cô có 6 câu tất cả. Bây giờ chúng mình sẽ đọc lại một lượt những từ vựng ở trong hộp màu vàng. Vẫn là những từ mà chúng ta đã có bài số 2 thôi. Chúng ta đọc lại nha. Painting eggs, chúng mình còn dịch là trứng được trang trí đúng không nào? Christmas là dịp Giáng sinh. Mid-Autumn Festival nghĩa là Tết Trung Thu. Candy apples là
kẹo táo. Cannes Film Festival, lễ hội liên hoan phim Cannes. Turkey là gà Tây. Câu số 1 cô có at people give gifts to each other. Vào dịp lễ này thì mọi người tặng quà cho nhau. Ok, và dịp lễ gì thì các bạn tặng quà cho nhau ạ? À, chính là dịp Giáng sinh đúng không nào? À, và chúng ta gọi là at Christmas. Ok, at Christmas people give gifts to each other. Câu số 2, my children love at Easter. À, con tôi thì rất là thích cái gì đấy vào dịp lễ phục sinh. Ok, ở đằng sau love thì chúng ta biết là sẽ cộng với một động từ thêm đuôi ing và cộng với danh từ rồi. Vậy thì chúng mình sẽ có từ nào phù hợp đây ạ? À, từ painting eggs đúng không nào? Động từ của chúng ta là động từ paint, thêm đuôi ing vào sau thì cô gọi là painting. Ok, các bạn đọc nha. My children love painting eggs at Easter. Các con tôi thích tô vẽ trứng vào dịp phục sinh. Ok, câu số 3. How many do you need for the Halloween party? Ok, bạn cần bao nhiêu cái gì đấy cho dịp lễ Halloween, lễ hội hóa trang? Bạn cần bao nhiêu chiếc kẹo táo đúng không nào? How many candy apples? Ok, do you need? How many candy apples do you need for the Halloween party? Câu số 4. At the there are many interesting films. Ở cái lễ hội này thì có rất là nhiều bộ phim thú vị. Các bạn thấy cô nhắc tới phim thì chúng ta sẽ phải nhắc tới liên hoan phim Cannes đúng không nào? Liên hoan phim Cannes. Okay. So we have at the Cannes Film Festival. Okay. At the Cannes Film Festival, there are many interesting films. Câu số 5 này. Performing lion dances is one of the activities at the. Tổ chức một lễ hội múa lân, một hoạt động múa lân là một trong những hoạt động vào dịp dịp gì ạ? À, dịp lễ Trung thu đúng không? At the mid autumn festival. Performing lion dances is one of the activities at the mid autumn festival. Câu số 6. Bill's mom is cooking a for Thanksgiving. Mẹ của bạn Bill đang nấu một món gì đấy cho lễ tạ ơn. Ok? Và vào lễ tạ ơn thì chúng ta sẽ ăn một món đó chính là turkey, gà Tây các bạn nhé. Turkey. Các bạn viết cho cô từ này vào này. Ok? Bill's mom is cooking a turkey for Thanksgiving. Mẹ của Bill đang nấu món gà Tây, đang nấu một con gà Tây để cho lễ tạ ơn. Okay, so we just finished all the three exercises from vocabulary part and now we will move on to pronunciation. Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong 3 bài tập ở trong phần vocabulary, phần từ vựng rồi. Và bây giờ thì chúng ta chuẩn bị chuyển sang phần pronunciation là phần ngữ âm các bạn nhé. Ok, và cô mời các bạn xem lại với cô một lần nữa những từ vựng ở trong phần vocabulary, phần từ vựng để chúng ta đọc lại nha. Ok, trong phần này thì chúng mình đã có những từ như là Cannes Film Festival, liên hoan phim Cannes, Thanksgiving là lễ tạ ơn, Easter là lễ phục sinh, Halloween là lễ hội hóa trang. Khi mà chúng ta tổ chức tiệc thì chúng ta sẽ nói là having a feast. Gà Tây dành cho Thanksgiving, lễ tạ ơn, chúng ta có từ turkey. Painting eggs là trứng được trang trí. Performing a lion dance là múa lân, đây chính là một hoạt động ở trong Mid-Autumn Festival hay còn gọi là Tết Trung Thu. Chocolate eggs chính là trứng được làm từ sô-cô-la. Carving pumpkins là bí ngô được khắc. Và candy apples chính là kẹo táo. Ok, nào bây giờ các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng sang phần tiếp theo chưa ạ? Okay, so in the pronunciation part, we have the topic of stress in two-syllable words. Ở trong phần ngữ âm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học cách nhấn trọng âm vào từ có hai âm tiết các bạn nhé. Okay, nhấn trọng âm vào từ có hai âm tiết. Bài tập số 4 của cô, exercise number 4. Listen and repeat, then underline the stressed syllable in each word. Bài tập số 4 yêu cầu các bạn hãy lắng nghe và sau đó lặp lại
Hãy gạch chân vào những từ có cái phần được nhấn trọng âm. Ok, gạch chân vào những âm tiết được nhấn trọng âm ở trong mỗi từ dưới đây. Ở đây thì cô có hai cột. Cột thứ nhất là nouns and adjectives và cột thứ hai là verbs. Cột thứ nhất này chính là danh từ và tính từ, và cột thứ hai là động từ. Vậy thì các bạn hãy nghe thật kỹ và sẽ cho cô biết được là trong danh từ và tính từ thì các bạn nhấn trọng âm và âm số mấy đối với từ có hai âm tiết, và động từ thì các bạn sẽ nhấn trọng âm và âm số mấy đối với những từ có hai âm tiết nhé. Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Mời các bạn lắng nghe cột đầu tiên này. Track 62, Unit 9, Festivals Around the World. Page 94, A Closer Look 1. Pronunciation, stress in two-syllable words. Activity 4, listen and repeat. Then underline the stressed syllable in each word. Nouns and adjectives. Costume. Ok, các bạn nghe được từ này chưa ạ? Người ta đang đọc là costume. Ok, costume. Các bạn lên giọng ở âm số 1 và xuống giọng ở âm số 2 đúng không ạ? Vì vậy nên trọng âm của chúng mình đang đánh vào số 1 nhá. Các bạn đánh dấu trọng âm luôn cho cô. Costume. Costume. Ok, vậy thì chúng ta có từ đầu tiên, costume, ở bài số 4 này. Từ này cô đang nhấn trọng âm 1 đúng không nào? Ok, đánh dấu trọng âm 1 cho cô. Và từ này chính là trang phục biểu diễn. Trang phục biểu diễn. Ok, costume. Từ số 2 nào. Fireworks. Ok, các bạn đọc là fireworks đúng không? Fire thì các bạn lên giọng và works thì các bạn xuống giọng. Như là từ fire này chúng mình thêm dấu sắc, còn works thì chúng mình thêm dấu huyền ấy. Ok, fireworks. Các bạn lại đánh dấu trọng âm tiếp cho cô. Fireworks chính là pháo hoa, chúng mình học rồi đúng không nào? Fireworks, pháo hoa. Rồi, trọng âm 1 các bạn nhé. Tiếp theo này. Turkey. Ok, chúng ta đọc là turkey. Ok, turkey cũng là trọng âm 1 luôn. Turkey. Turkey chính là gì ạ? Chính là gà Tây. Các bạn đã ghi ở trên rồi, gà Tây. Turkey. Ok, từ cuối cùng này cô có là happy. À, chúng mình nghe rõ trọng âm 1 đúng không nào? Happy. Happy. Ok, happy. Rồi, bây giờ chúng ta gạch nhá. Costume, fireworks, turkey và happy. Rồi, chúng ta đã gạch hết trọng âm 1 rồi. Happy là tính từ, và từ này có nghĩa là vui vẻ. Ok, kể một cột nữa cho cô. Bên này cô sẽ viết động từ nào. Động từ bây giờ các bạn nghe rõ này. Now let's listen for the verbs. Verbs. Enjoy. À, người ta đọc là enjoy đúng không? Enjoy lên giọng ở âm số 2. Ok, joy. Enjoy nghĩa là tận hưởng. Tận hưởng. Rồi, ok. Từ số 2 nhá. Decide. À, người ta đọc là decide. Decide cũng là lên giọng ở âm số 2 luôn. Decide là quyết định. Ok, đây là cột verb này. Verbs, động từ. Decide, quyết định. Từ số 3. Discuss. À, ở đây người ta đọc là discuss đúng không? Discuss cũng lên giọng ở âm số 2 luôn. Gạch chân cho cô nhá. Discuss. Từ này có nghĩa là thảo luận. Thảo luận. Và từ cuối cùng. Prepare. Ok, prepare. Prepare. Các bạn lên giọng ở âm số 2. Ok, prepare. Prepare là chuẩn bị. Prepare, chuẩn bị. Okay, so we just finished doing the exercise number 4.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 4 rồi. Vậy thì các bạn nhìn vào bài tập số 4 giúp cô những từ vựng mà chúng ta đã vừa xem. Ok, enjoy chúng mình đánh trọng âm số 2 này. Decide cũng là trọng âm số 2, discuss cũng vậy và prepare cũng vậy. Vậy các bạn nhìn thấy đối với các động từ có hai âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào âm số 2. Thế còn đối với danh từ và tính từ có hai âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào âm số 1, đúng không nào? Ok, vậy thì chúng ta sẽ rút được ra một quy luật. Đó chính là gì? Đó chính là phần lớn thôi nha các bạn nhá, vẫn sẽ có một số trường hợp đặc biệt đấy. Phần lớn danh từ và tính từ có hai âm tiết. Ok. Trọng âm sẽ rơi vào âm số 1. Ok, các bạn nhìn được không ạ? Trọng âm sẽ rơi vào âm số 1. Thế còn đối với động từ, ok, hầu hết nhá, hầu hết động từ có hai âm tiết, trọng âm sẽ rơi vào âm số 2. Đó, các bạn nắm được rồi đúng không? Phần lớn danh từ và tính từ có hai âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào âm số 1. Và đối với hầu hết động từ có hai âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào âm số 2. Và các bạn nhớ này, không phải là động từ nào trọng âm cũng rơi vào âm số 2 mà chỉ có hai âm tiết thôi nhá. Và tương tự cũng thế với cả danh từ và tính từ, cũng chỉ có hai âm tiết thì trọng âm mới rơi vào âm 1 thôi. Ok, so we just finished exercise number 4. Now, let's read again all the new words. Bây giờ chúng mình sẽ đọc lại những từ vựng này nhá. Costume, trang phục biểu diễn. Fireworks, pháo hoa. Turkey, gà tây. Happy, vui vẻ. Enjoy, tận hưởng. Decide, quyết định. Discuss, thảo luận. Và prepare, chuẩn bị. Ok, now let's move on to the last exercise. Chúng ta sẽ chuyển đến bài cuối cùng nhé. Ok, bài cuối cùng của chúng ta có chủ đề là listen and repeat the sentences. Underline the stressed syllables in the bold words. Các em hãy nghe và sau đó thì lặp lại những câu ở dưới đây. Hãy gạch chân những âm mà được nhấn trọng âm ở trong những từ mà in đậm. Ok. Vậy thì ở trong mỗi một câu này chúng ta thấy sẽ có hai từ được in đậm. Và nhiệm vụ của chúng mình là gạch chân cái phần được nhấn trọng âm thôi các em nhé. Ok. Vậy thì áp dụng cái quy tắc mà chúng ta vừa học ở bài số 4 cô viết ra đây rồi. Các em áp dụng vào cho cô. Từ nào là động từ hai âm tiết chúng mình nhấn trọng âm 2. Còn từ nào là danh từ và tính từ hai âm tiết chúng ta nhấn trọng âm 1. Track 63, Unit 9, Festivals Around the World. Page 94, A Closer Look 1. Pronunciation, stress in two-syllable words. Activity 5, listen and repeat the sentences. Underline the stressed syllables in the bold words. 1. We're going to attend an Easter party at Nick's house. Ok, các bạn nghe được không ạ? We're going to attend, lên giọng này, attend, trọng âm 2 nhá. An Easter party, trọng âm 1, Easter party, đánh dấu trọng âm luôn cho cô này. Ok, attend an Easter party at Nick's house. Rồi, câu này có nghĩa là chúng tớ chuẩn bị đi tham dự một bữa tiệc phục sinh, đúng không? Một lễ phục sinh ở trong nhà của bạn Nick đấy. Ok. Và chúng ta sẽ đánh dấu trọng âm cho cô vào từ attend và trọng âm số 2, bởi vì attend đây là một động từ và động từ này có nghĩa là tham gia các bạn nhé. Ok, tham gia. Tham gia, tham dự đúng không ạ? Chúng mình đánh trọng âm 2, attend. Thế còn từ party tại sao cô lại đánh dấu trọng âm 1 ạ? Bởi vì đây là một danh từ hai âm tiết đúng không ạ? Từ này là bữa tiệc. Rồi, chúng ta đọc lại này. We're going to attend an Easter party at Nick's house. Câu số 2. Mời các bạn lắng nghe tiếp nhá. 2. The dancers will perform traditional dances at the festival. Ok, rồi câu số 2 của chúng mình này, các bạn nghe cô đọc lại nhá. The dancer will perform traditional dances at the festival. Ở đây chúng ta có hai từ, từ đầu tiên là từ dancer, các bạn nhấn trọng âm 1.
đánh dấu trọng âm cho cô. Gạch chân. Ok. Perform, trọng âm số 2. Tại sao ạ? Tại vì ở đây dancer là gì? Dancer là vũ công. Ok, vũ công. Và đây là danh từ đúng không ạ? Danh từ thì các bạn đánh dấu trọng âm 1. Ok, danh từ có 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm 1. Từ số 2 cô có là từ perform, là động từ. Đây là động từ biểu diễn này. Biểu diễn. Ok, perform. Thì chúng ta nhấn trọng âm 2, gạch chân luôn, perform. Ok, vậy là chúng mình đã hoàn thành xong hai câu rồi. Chúng ta dịch câu này cho cô nhá. The dancer will perform traditional dances at the festival. Và câu này chúng ta sẽ nói là gì? À, những vũ công sẽ biểu diễn những điệu múa truyền thống ở lễ hội. Câu số 3. Mời các bạn nghe. 3. At Christmas, people usually buy presents for their family. Okay. At Christmas, people usually buy presents for their family. Christmas là danh từ hai âm tiết, chúng ta đánh dấu trọng âm 1 này, gạch chân này. Present cũng là danh từ hai âm tiết, chúng ta cũng trọng âm rơi vào âm số 1 luôn. Okay, và từ Christmas là Giáng sinh. Okay, Christmas là lễ Giáng sinh đúng không? Lễ Giáng sinh. Và từ present là món quà các bạn nhé. Món quà. Ok, có S nghĩa là số nhiều. Và từ này trọng âm 1 luôn. Mời các bạn đọc lại nào. At Christmas, people usually buy presents for their family. Vào dịp lễ Giáng sinh thì mọi người thường mua quà cho gia đình của họ. Câu số 4. 4. Did you go to the Dalat Flower Festival with your parents? Did you go to the Dalat Flower Festival with your parents? Okay. Ở đây thì chúng ta có từ flower, trọng âm 1 bởi vì từ này là có 2 âm tiết. Danh từ có 2 âm tiết, chúng ta đánh dấu trọng âm rơi vào âm số 1. Từ parents cũng là danh từ và từ này có nghĩa là ba mẹ, đúng không nào? Parents, ba mẹ thì chúng ta cũng sẽ nhấn trọng âm 1 luôn. Okay, và chúng mình ghi lại nhá. Flower, okay, flower, trọng âm 1 này, gạch chân này. Okay, hoa đúng không nào? Và từ số 2 là parents. Okay, parents cũng là danh từ luôn, trọng âm 1, ba mẹ. Okay, parents. Câu này các bạn đọc lại nha. Did you go to the Dalat Flower Festival with your parents? Bạn có đi tới lễ hội hoa Đà Lạt với cả ba mẹ của mình không? Ok. Và the last one, number 5, câu cuối cùng rồi, câu số 5. 5. My aunt is clever and patient. Ok. My aunt is clever. Clever, trọng âm 1 này. And patient, patient. Ok. Rồi, vậy thì từ clever là một tính từ, nghĩa là thông minh. Từ này bằng với cả từ smart, đúng không nào? Thông minh. Và từ số 2 cô có là từ patient. Patient cũng là tính từ và từ này có nghĩa là kiên nhẫn. Okay. Rồi, chúng ta đọc lại nha. Clever, clever, thông minh. Patient, patient, kiên nhẫn. Và bà ấy nói là my aunt is clever and patient, nghĩa là dì của tớ thì vừa thông minh lại vừa kiên nhẫn, đúng không nào? Ok, và các bạn thấy đây là hai tính từ có hai âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào âm số 1. Rồi, các bạn nhớ cho cô quy tắc này. Danh từ và tính từ có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm số 1. Động từ có hai âm tiết, trọng âm sẽ rơi vào âm số 2. Đó, đây là chúng ta đã nắm được rồi đúng không nào? Và tất cả những từ này thì không còn xa lạ gì với chúng mình nữa. Cô đã ghi nghĩa ở đây rồi và chúng ta cũng đã nắm được hết cách đọc. Vậy thì trong phần pronunciation, phần ngữ âm này, các bạn cần chú ý điều gì? Đó chính là khi nhìn vào một từ, các bạn phải xác định xem ngữ cảnh của câu đang sử dụng từ đó ở từ loại gì. Ví dụ như là từ attend ở đây đang đóng vai trò là động từ, thì chúng ta sẽ xác định xem động từ này có mấy âm tiết. Nếu mà có 2 âm tiết thì trọng âm của động từ sẽ rơi vào âm số 2, đúng không nào?
Ok, và ví dụ nhá, cụ thể như ở đây cô có từ này present, đúng không ạ? Nếu mà cái từ này mà là động từ, là thuyết trình ý các bạn ạ, thì chúng mình đọc là present. Và các bạn lên giọng ở âm số 2, nghĩa là nếu nó là động từ hai âm tiết thì chúng ta đánh trọng âm 2. Còn nếu nó là danh từ, ở đây cụ thể nó là món quà, thì chúng ta sẽ đọc là present. Present nghĩa là gì ạ? Danh từ hai âm tiết chúng ta đánh dấu trọng âm 1, đúng không nào? Vậy thì đối với bài tập liên quan tới phần phát âm này thì các bạn phải nhìn vào từ loại của mình đang đóng vai trò là từ loại gì ở trong câu, ở nghĩa của nó ra sao thì chúng ta mới đánh dấu được trọng âm chính xác các bạn nhé. Ok, so that is the end of our lesson today. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong tất cả 5 bài tập của phần A Closer Look 1 rồi. Và đến đây thì cô phải nói lời tạm biệt với các em thôi. Và cô hy vọng sẽ gặp lại các em ở trong những video tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nhau chữa nốt những bài tập còn lại của Unit 9 trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7, sách Global Success các em nhé. Goodbye.